xin chào quý anh chị Hôm nay là một chương trình tiếp nối một series là máy pin về chân D21 của Đế Tông Thì chân D21 có lần này Đế Tông nó giảm giá một cái mức độ là khủng khiếp Hỗ trợ người dùng do lần này Đế Tông nó về ba cái công hàng liên tiếp về sản phẩm của chân D quý anh chị Nên là Đế Tông nó giảm giá để nó lấy lại cái thị trường của hệ chân D này Thì bằng chứng là Hôm qua Hồng như có mỗi video mà bán cái máy khoan mà tặng cái máy bắn dít đó là cái số lượng người mua rất là nhiều nên là để tông có thấy là giống như là một cái hiệu ứng của anh chị hôm nay hồng viên làm tiếp một chương trình nữa là siêu giảm giá luôn của sản phẩm đé tông cho quý anh chị sở hữu Ví dụ như quý anh chị thấy là hiện tại cái máy khoan bê tông ba chức năng của đá tông chân M không có hàng Nên là chân D này mà quý anh chị biết cái chân D này nó xài cực kỳ ngon hôm trước giờ Ai cũng thích nhưng mà có mỗi cái tội là giá nó cao hơn so với chân M Nhưng lần này đế tông giảm giá nó rẻ hơn chân M luôn mấy ghê đó chân D là cái hệ mạch nó cao cấp hơn mà Cái này là D là đế tông là độc quyền của đế tông luôn quý anh chị Nó đế tông nó muốn quay lại nó làm sản phẩm này Quý anh chị sở hữu cục pin rồi là không thể nào quý anh chị bỏ qua cái video này không sở hữu máy Hoặc là quý anh chị thấy à, cái sản phẩm này hôm nay nó rẻ khuyến mãi quá trời mua lụm luôn Đó ví dụ như cái thân máy này hôm trước của nó là một triệu tám năm bữa nay giảm giá còn có triệu rưỡi thôi thân quang ba chức năng của đế tông mà chạy thì rất là ngon đó ok cái bằng máy quen như thế này đó có 3 chức năng của anh chị đó thấy không ba chức năng đầy đủ có đục đồ có đầy đủ hết của anh chị mua con này xài công trình là hơi bị ngon đó nếu anh chị chưa có pin thì của anh chị mua kèm một cục pin 4 a 10 cell kiểu vậy pin 4 a 10 cell kiểu như vậy, thì có 670 000 ngàn và một cái cục sạc kèm theo nữa tôi như là một bộ một máy một pin một sạc thì là 2 triệu ba trăm ngàn đó nếu quý anh chị chưa có pin À, còn quý anh chị muốn mua một cục pin 4A nữa cộng thêm bảy nữa Ok Tại vì cục pin này hồi trước tới 800 ngàn mà giờ còn ở bảy rẻ Hồi trước cái cục sạc này 330 mà giờ còn có 200 thì rẻ quá rồi quý anh chị Siêu khuyến mãi luôn Nói về khoan bê tông đúng không Còn nếu mà quý anh chị đang cần máy mài Máy mài thì rất là tốt Máy mài là cực kỳ tốt luôn quý anh chị Đó. À. Một triệu ba trước kia Nhưng mà hôm nay cái máy mài này giảm còn có một triệu lẻ chục ngàn hu anh chị Nó rẻ vậy đó Nhưng mà hệ mạch Hồng Viên hay nói rồi Những anh chị nào sử dụng cái sản phẩm của Death Tông mà chân đê rồi Quý anh chị có thể để lại comment bên dưới Đảm bảo quý anh chị thứ nhất là cái máy nó mạnh Thứ hai là nó ít nóng hơn so với cái đời uh, những cái đời khác ha đó thì cái chân chân đê này đá tông nó làm rất là tốt thì cái giá nó bữa nay giảm còn có một triệu uh, 050 ngàn cho một cái thân máy này thôi Nếu quý anh chị có nhu cầu mua thêm một pin và một sạc là 1 triệu 920 ngàn pin 4A 10 cell ha pin 4A 10 cell Còn quý anh chị có nhu cầu lên những cái pin thì mình đổi lên mình bù có hết Nhưng mà quý anh chị mua một bộ là Hồng như sẽ tặng cho quý anh chị một cái túi như thế này nữa Đó ngon chưa Mua vừa được giảm giá sâu giảm hơi bị nhiều quý anh chị một cái máy giảm mấy trăm ngàn là hơi bị nhiều rồi giảm tiền pin giảm tiền sạc rồi tặng thêm cái túi cho quý anh chị đây là một chương trình cực kỳ tốt cho quý anh chị sở hữu cái loại máy pin chân đê hệ của đét tông tại vì đét tông chân đê này nó mới có được những sản phẩm mà máy bào máy phay rồi máy khoan gốc hay là máy phun sơn máy hút bụi nếu mà chân em nó không có đủ như chân đét tông chân đê này đâu quý anh chị nó là đét tông lần này phát triển lại chân đê là quý anh chị chỉ cần sở hữu một pin này mỗi quý anh chị xài một cục pin xài hết cái hãng của đét tông cần cả trăm mã quý anh chị nên là nó rất là lợi thế khi quý anh chị sử dụng cái hệ chân D21 của Đá Tông ha Đá Tông nó có 3 hệ chân M21 là giống mặt guitar D21 là sở hữu nguyên một dàn sinh hệ sinh thái của Đá Tông và chân D20 thì nó giống chân của đầu quá là máy màu vàng ha đó là D20 còn này là D21 thì nếu quý anh chị thấy là một con máy bù lon như thế này rất là ok nè mông bù lon BL550 nb à, con này mới ngon nè quý anh chị, nó ngon ở gì? Khi quý anh chị chỉnh lực, nếu quý anh chị thường thường á những cái máy kêu quý anh chị chạy vô thì ok mình chỉnh được lực, thấy không? Nhưng mà khi quý anh chị chạy ra đó là quý anh chị automatic không có chỉnh lực được, đôi khi nhiều người sợ mở gãy ốc gì đó. Nhưng mà đối với hệ chân D là nó chỉnh năm số, thấy không? Chạy ra nè quý anh chị, đó, rồi chạy vô chạy chạy ra chạy vô thì nói chung là mình chỉnh năm số, trên chạy ra chạy vô đều được. Đó, nó cái lợi thế nó vậy, quýnh chị muốn mạnh có mạnh, muốn yếu có yếu, muốn bắn dít cũng được, muốn mở bù lon cũng được Không có sợ nó gãy ốc Và giá nó giảm thay vì trước là 1.5 triệu 50 cái thân mà giờ giảm còn có 1.150.000 thôi Giá khá là rẻ cho một con bù lon 550 như thế này, cực kỳ rẻ luôn đó 550 n mà có 1.150.000 Nếu quýnh chị mua kèm cục pin 3A và cục sạc pin 10 cell như thế này, pin 3A Giá có 1.900.000 thôi 1 triệu 900 ngàn là quý anh chị sở hữu một cái bộ bù lon như thế này Mở từ xe tải, xe bán tải quý anh chị Xe 16 chỗ, xe bán tải, xe tay ga là mở hết Nhưng mà hệ chân D lúc nào xài nó cũng ngon, không có bị nóng quý anh chị ha Đó, nói về bù lon 550, có 5 số Nếu quý anh chị sử dụng một con 1 ngàn, à, Bù lon 1 ngàn luôn như thế này Nó cũng điều chỉnh được 5 số luôn nha quý anh chị Đó, BL 1000N là con này giá trước kia nó là 2 triệu 9 nhưng mà bây giờ giảm còn có 2 triệu 450 ngàn cho cái thân này thôi đó bù lon 1 ngàn niêu mà giá nó rẻ y như là cái con vài trăm niêu thôi đó nên là quý anh chị thấy là lần này đếp tông giảm khá là mạnh quý anh chị ha yeah. giảm, cực kỳ mạnh luôn hết pin luôn rồi đó thì quý anh chị thấy là những cái sản phẩm như những cái cái máy như vậy thì bây giờ đếp tông nó giảm kiểu này đôi khi quý anh chị chưa có nhu cầu mua mà mình thấy nó rẻ quá mình cũng mua nữa quý anh chị đó thì với con này 2 triệu 450 ngàn cho cái thân Còn cái nguyên một bộ một pin 4A 10 cell Và một cái cục sạc kèm theo Thì quý anh chị mua sẽ là 3 triệu 320 ngàn à, 3 triệu 320 ngàn Nếu quý anh chị có nhu cầu lên pin lớn thì Giống như là cục pin lớn này 1 triệu lẻ 60 ngàn Thay vì 1 triệu 2 hôm trước triệu 2 mấy chục gì đó Bây giờ giảm còn có 1 triệu rẻ 60 ngàn của quý anh chị Giá cực kỳ rẻ luôn Đó rồi thì quý anh chị xài con 1.000 niêu là đầu 1 phần 2 Nếu anh chị nào có nhu cầu về xài một cái đầu 3 phần 4 Như thế này Đó đầu lớn á đầu 3 phần 4 Tại vì nó 1000 niêu mà Thì quý anh chị mua cái thân này hiện tại giá nó chỉ còn có 2 triệu 490 ngàn thôi Khá là rẻ luôn Đó còn nếu quý anh chị mua kèm một pin 4 a và một sạc thì là 3 triệu 360 ngàn 3 triệu 360 thì quý anh chị có một pin 4A 10 cell Và một cái cục sạc tặng cho quý anh chị một cái túi như thế này đó một cái túi như thế này nói về lực á chỉnh đó quý anh chị số 1 này chỉnh 400 n thấy không số 2 nó chỉnh 550 nil à, số 3 nó chỉnh 700 nil à, số 4 nó chỉnh lên là 850 nêu và ở số 5 là chỉnh lên 1000 nil quý anh chị tức là nó đi từng cấp độ lực thì quý anh chị rất là dễ sử dụng và khi mở ra nó cũng chỉnh năm số vậy nên là quý anh chị mở ốc gì là mình làm muốn lực nào cũng có đại khái là bắn dít nó cũng bằng vẫn bắn được quý anh chị mua đầu chuyển bắn dít vẫn được luôn mà giá giảm như thế này là quý anh chị thấy là rất là ok đôi khi là hôm nay hồng nhiên bán có nhiều người thấy là chưa có nhu cầu xài sử dụng máy nhưng mà hôm qua có chương trình máy khoan mua mua một bộ máy khoan tặng cái máy bắn dít thì nó rẻ quá vừa được giảm giá nữa nên là nhiều người sẽ mua là mua tại vì nó thương hiệu của đế tông là nó tốt rồi thì quý anh chị đã từng sử dụng cái hệ chân D này như thế nào quý anh chị có thể để lại comment bên dưới đây là một cái chương trình là siêu giảm giá và có kèm quà tặng là một cái túi theo cho quý anh chị. À, những video kế tiếp thì Hồng Nhiên sẽ làm về những cái máy về ngành mộc, ngành gỗ, bao súng bắn đinh đồ, à, các thứ quý anh chị hay làm phun sơn đồ đó. Chỉ có hệ D21 này nó mới có đầy đủ cho quý anh chị như vậy. Và một cục pin này mình xài hết ha. Thì quý anh chị có nhu cầu về sản phẩm liên hệ Hồng Nhiên qua những số like bên trên. Và ban ngày quý anh chị buổi tối Hồng Nhiên nghỉ ha. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi chương trình. Nhớ để lại comment quý anh chị nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới từ máy xây dựng hồng nhiên còn bây giờ hồng nhiên xin chào hẹn gặp lại quý anh chị vào những video kế tiếp bye bye